hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.